Ngoài nó ra, không kiếm được ai khác nữa hay sao? Nó là người thật thà, tướng tá ngon lành, lý lịch bộ đội phục viên, khó kiếm được ai đủ tiêu chuẩn hơn nó. Thôi, chị kiên nhẫn chút đi. Cường nói sao? Cái thằng đó thì mừng rơn, chỉ có điều là gia đình nó không chịu. Sao nói thằng già quê đó đã có vợ có con rồi mà. Thì nó đã có vợ có con, nhưng mà mẹ nó đó thì không có chịu. Đã có vợ có con rồi sao còn lệ thuộc vào mẹ nó? Ừ, thì nó lệ thuộc vào mẹ nó nên nó mới nghèo kiết xác đó. Chứ ai đâu giống như anh. Giống anh sao? Mẹ đòi từ mặt mà cứ sáp vào em đó thôi. Thì em đẹp, em quyến rũ. Hai vợ chồng ngồi đi, để tôi kêu Lan xuống. Đi từ 4 giờ sáng tới giờ chắc cũng đã mệt rồi phải không? Ngồi nghỉ đi. À, ngồi đi em. Ừ. Chà, nhà đẹp dữ thần ha. À, căn biệt thự này cũng vài chục tỷ, tôi xây cũng đã lâu rồi. Hiện tôi đang xây một căn biệt thự mới ở bên quận 2, đẹp hơn nhiều. Anh. À, đây là Lan, vợ của tôi. Cổ là người mẫu, là siêu mẫu luôn đó. Hiện tại đang là người mẫu đại diện cho một nhãn hàng mỹ phẩm cao cấp của Pháp. Thành ra lúc nào cũng phải đẹp vậy đó. Khổ lắm. Anh này. Cô là vợ của anh Cường hả cô? Ừ. Trời đất ơi, sao cô đẹp dữ thần quá vậy? À, còn đây là Tuấn, bạn của anh từ thời để chỗ mới dưới quê đó. Còn đây là Hằng, vợ của Tuấn. Chào anh chị. À, anh chị đi đường chắc cũng mệt rồi, để tôi kêu người làm nước uống. Thôi thôi thôi, thôi khỏi, nước cà được rồi. Anh, hồi nãy anh Cường dặn em là lấy đống đồ trong tủ cho anh thử. Anh thử được cái nào cho anh cái đó. Vậy hả? Dạ. Mấy bộ đồ này em thấy kỳ kỳ sao á, không có hợp với anh em ơi. Em thấy bộ này hợp với anh nè, anh mặc thử đi. Phải không? Đẹp nè. Vừa không? Vừa. Cũng được ha. Anh, em thấy nhà anh Cường giàu quá à. Ở dưới cũng có tivi, ở trên cũng có tivi, mà hình như phòng nào cũng có tivi luôn á. Em yên tâm đi, mai mốt nhà mình cũng vậy á. Sao anh lúc nào cũng mơ cao hết, mệt anh quá à. Mơ đâu mà mơ, anh nói là có, biết chưa. Chà, cái nệm này em giữ à. Em thiệt. Anh, ban ngày ban mặt nhà người ta chứ có phải là nhà mình đâu. Em phải tập cho quen đi, biết chưa. Ở trên thành phố á, ngày cũng như đêm, phòng nào cũng như phòng nấy, biết chưa. Nè anh, đừng làm vậy mà kỳ lắm. Có gì đâu kỳ. Thôi, thôi để em đi tắm nè. Ừ? Em đi tắm nha. Anh ơi, cái vòi nước mở làm sao vậy? Anh vô mở giùm em đi. Ờ. Anh vô mở giùm em với. Rồi. Cái gì không biết thì phải hỏi chứ.
kỳ quá à, buông em ra đi. Có gì đâu kỳ. Thôi. Thôi, lại đây. Nè đưa đây. Trời ơi, buông em ra mà. Có gì đâu. Em này, bữa nay mày đặt mắc cỡ. Nhà quê mà cũng đú đỡn thấy sợ luôn. Có gì mà kỳ. Có hai vợ chồng mình chứ có ai đâu mà kỳ. Mà tụi mày lo mà giải quyết hậu quả đi. Tao không muốn dính líu gì tới nữa. Nghe chưa? Chị Hương hả? Nghe. Công an vừa mới khám xét bên quận 8. Tụi nó báo chị chưa? Rồi. Sẽ bị dây chuyền luôn đó. Chị lo tranh thủ gọi mình quận 2 giùm em đi nha. Cậu xúc tiến lập công ty mới giùm tôi liền đi. Dạ, em biết rồi. Anh Cường gọi nè. Dặn cái điện thoại nè. Ngủ gì mà ngủ say như chết vậy? Điện thoại. Alo. Ừ. Liền giờ luôn hả? Anh Cường nói gì vậy anh? Em kiếm cho anh bộ đồ mà thằng Cường nói coi. Anh Cường nói làm sao? Bộ đồ nâu sọc gì đó, với quần tây đen, với cà ra quát. Phải bộ này không? Chắc vậy đó, anh cũng không biết nữa. Còn cái cà ra quát này thắt làm sao? Anh cứ mặc thử đi. Cái này để em coi làm sao. Trời ơi, phải chồng em không vậy? Đinh Mạnh Tuấn, tổng giám đốc công ty thương mại dịch vụ đủ thứ. Nè, còn cái cà ra vát nữa, để em thắt cho. Trời ơi, đẹp quá à. Ông bà mình nói không sai mà, người đẹp gì lụa. Đẹp rồi. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Thôi được rồi, đi làm đi. Thank you.
Chị mặc cái này đi, coi có vừa không? Dạ thôi cô ơi, tôi không quen mặc mấy cái này đâu. Với lại tôi không có đi đâu. Cô tranh thủ sửa soạn đi cho kịp. Chị Hằng. Trời ơi, chị ngồi xuống đây đi. Anh Cường muốn chị phải đi, anh Tuấn cũng muốn chị có mặt. Hôm nay anh Tuấn nhận chức, sao lại không có mặt phu nhân được? Chị ngồi im đi, tôi trang điểm cho. Dạ thôi cô ơi, tôi không có quen mà. Không quen thì từ từ quen, phụ nữ ra đường là phải đẹp. Vậy thôi, hay là cô chỉ tô miếng son rồi đánh mấy má hồng là được rồi, không cần làm kỹ vậy đâu. Chị ngồi im để tôi đánh son nè. Xin chào, chào. 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 Xin chào. Trời ơi, ai đây? Anh Tuấn, sao nhìn lão quá vậy? Em, sao bữa nay nhìn anh lạ quá vậy? Đó, chị thấy chưa? Em kêu chị thay đồ không chịu thay. Thôi vô đi, anh Cường với chị Hương đang chờ ở trỏng á. Thôi đi vô, còn đứng ngay người đó nữa, đi. Mình về trước nha. Thôi chút nữa đi, đang vui mà. Nó là hợp đồng xuất khẩu lao động đó mà. Ủa, công ty mình đâu có xuất khẩu lao động đâu mà hợp đồng xuất khẩu là sao? Với lại anh đâu có đàm phán gì với mấy công ty khác đâu, sao tự nhiên lại ký vậy? Thì cái ông người Đài Loan hôm trước đó, chị Hương với anh Cường đã đàm phán với người ta xong hết rồi mà. Ủa cái đó chị Hương với anh Cường đàm phán, chứ anh đâu có đàm phán đâu, sao anh ký? Thì cái việc đàm phán á là của chị Hương với anh Cường. Còn cái việc mà chữ ký á, trước giờ là việc của anh mà. Không sao đâu, thắc mắc hoài à, anh ký đi. Mau lên. Anh ký đi. Ký nhanh rồi mình còn đi tham quan phòng ngủ VIP ở trên á, rất là mới, đẹp. Mà nệm cũng rất là êm nữa. Ký đi anh. Vô đi anh. Đẹp không? Wow, phòng đẹp quá ha. Đương nhiên rồi. Đẹp êm lắm đó. Anh nhúng thử đi. Đẹp êm thiệt ha. Chà. Ây chà. Mà phòng này dành cho khách VIP hả? Dĩ nhiên rồi. Nhưng mà trưa nay em với anh mở hàng trước cho nó hên ha. Hằng à, dậy con. Hằng, dậy. Ủa, ma, ma chưa ngủ hả? Trời đất ơi, sáng banh bát là ngủ gì nữa con. Ủa,
Đêm hôm con ngủ ngoài này hả? Con nằm chờ anh Tuấn ngoài này ngủ hồi nào không hay luôn. Ủa, hồi hôm má thấy anh Tuấn về chưa? Má đâu có biết đâu. Má ngủ vậy má đi thẳng ra ngoài này luôn á. Để con vô rửa mặt đã. Ừ. Gì kỳ vậy ta? Không lẽ mình ngủ quên không nghe tiếng gõ cửa? Anh nghe nè. Hồi hôm anh ở đâu? Anh có về nhà không vậy? Hồi hôm anh ngủ ở công ty. Tại hôm qua có khách hàng đột xuất nên là anh không có về kịp. Anh làm em lo muốn chết nè. Tối qua em nằm ở phòng khách chờ cửa anh về mà mệt quá, ngủ quên một giấc tới sáng. Tại vì em sợ là anh về gõ cửa bấm chuông em không có hay. Alo, nghe em nói không vậy? Thôi, có gì mai mốt á, anh không về anh gọi điện báo trước cho em ha, cho em khỏi lo. Vậy cũng được. Mà hôm nay em có đi làm không vậy? Dạ có, chút nữa em lo đồ ăn sáng cho má với thằng Kiên xong em đi liền nè. Vậy có gì em ghé qua trường đóng tiền học cho con luôn nha. Dạ em biết rồi. Giờ anh gọi hỏi là sao hôm qua anh không về đúng không? Đâu có, vợ anh nói hiền lắm. Nếu mà được như vậy thì may cho em quá. Không có hút nữa. Ông Cường nhắc tôi là tới giờ về rồi kìa. Tôi chứ mà còn một tiếng nữa mới tới giờ giới nghiêm. Chơi thêm một bình nữa đi. Ừ. Chơi thêm bình nữa là sao? Đi về, không có hút nữa. Mệt ghê á. Ê, sao bữa nay hút thấy nó phê phê? Phê chứ sao không phê. Tôi bỏ rượu, rồi bỏ thêm một vài chất nữa để tăng đô cho ông đó. Vậy là lúc này là chứng tỏ cái đô của tôi tăng lên rồi ha. Ừ, giỏi quá mà. Không có hút nữa mà. Anh. Ừ? Hay là hôm nay về nhà em ngủ nha. Ừ. Alo. Alo, anh hai. Anh hai về chưa anh hai? Ừ, chưa về. Chị hai về chưa? Ừ, dạ chưa. Nhưng mà chị hai cũng sắp về rồi. Anh hai, anh về đi.
Ừ, vậy chừng nào chị hai về thì gọi điện cho anh biết nè. Nhưng mà chị hai nói khi nào anh về thì điện thoại cho chị hai về. Anh hai, anh về đi mà anh hai. Ừ. Anh tính đi về nhà luôn hả? Em tắm hơi lâu là tại vì em thấy lạnh, với lại khó chịu quá. Nếu vậy thì anh cứ đi về đi. Em ngủ ở nhà một mình cũng được. Alo, Liên hả? Rồi anh có gì không? Anh hai hả? Sao tối qua anh hai hứa với em là anh hai về, mà sao anh hai không về vậy? Anh hai vẫn ngủ với con nhỏ đó đúng không? Đâu có, hồi hôm anh nhậu xỉn quá, anh ngủ có một mình à. Hai mình. À, hồi tối hôm qua chị hai có về không vậy? Không về. Hai người hay quá ha. Hai người tính sao vậy? Bộ hai người tính đường ai nấy đi phải không? Cái đó mày hỏi chị hai mày đó chứ mày hỏi tao làm chi. Trời ơi, đẹp quá. Công nhận chị mặc cái này á, nhìn đẹp tuyệt vời luôn. Thôi kỳ lắm, tôi nào giờ không quen mặc mấy cái đầm này đâu cô. Trời ơi, đẹp mà. Nè 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 nè, chị lại đây coi đi. Nè nè, thấy không? Trời đất ơi, thôi ghê quá à. Thôi không được đâu cô ơi. Chị. Không được. Chắc chị mới mặc á, chưa quen thôi. Mặc vài lần sẽ quen thôi mà. Cô cất đi, tôi không mặc đâu. Nè, chị mặc thử cái này đi coi sao. Nhưng cái này kín đáo, tôi nghĩ chị sẽ hài lòng. Thử đi. Alo Liên hả? Chị hai nè. Dạ, chị hai hả?
Chị về chưa? Anh hai về chưa? Dạ, dạ chị về đi. Anh hai sắp về tới rồi đó. Chị về nha. Em ở nhà với ai vậy? Dạ, em ở nhà có anh Quang đang chờ chị hai về thì anh mới dám về. Vậy thôi em ngủ đi. Khi nào anh hai em về, em nhớ gọi điện cho chị biết nha. Dạ. Sao? Ông Tuấn không về hả? Em nói chị nghe nè, đàn ông ai cũng giống nhau hết á. Tại sao mình phải khổ lụy vì mấy gã đàn ông không ra gì chứ? Ngủ. Nằm xuống ngủ đi. Chị biết không? Em cũng đang tính ly dị ông Cường nè. Hả? Cô nói vậy là sao? Cô nói thiệt luôn á hả? Thiệt mà. Ủa vậy là bộ anh Cường cũng lăng nhăng bồ bịch hay sao vậy cô? Đàn ông ai mà không bồ bịch hả chị? Có cái còn ghê gớm hơn bồ bịch nữa kìa. Có chuyện lớn hơn cả chuyện bồ bịch nữa hả cô? Có chuyện lớn hơn cả chuyện phản bội nhau nữa hay sao cô? Chị phải nghe lời tư vấn của em mới mong giữ được ba của thằng Kiên. Em đầy kinh nghiệm trong mấy cái chuyện này. Em sẽ ra tay phù chị bắt đầu từ bữa nay. Alo, Tuấn nghe. Alo anh hả? Giờ này anh chưa có dậy hả? Tối hôm qua anh thức khuya cho nên là sáng ngủ trễ. Ai mà gọi sớm quá vậy anh? Hằng, em chở thằng Kiên đi học chưa? Chồng ơi, mấy giờ rồi? Lát nữa mình còn phải đi tới chỗ của mấy em nữa. Ngủ thêm chút nữa đi anh. Alo. Chị hai. Chị sao vậy? Sao chị dậy sớm quá vậy? Chị dậy sớm để nấu súp hầm xương khoai tây cà rốt cho thằng Kiên nó ăn. Chị hai, chị nấu súp phải không? Sao lấy chảo làm gì? Chị quên. Chị có chuyện gì phải không? Không, đâu có gì đâu. Kiếm ai? Dạ anh ơi, anh cho em gặp anh Tuấn, giám đốc của công ty này chút xíu đi anh. Ông Tuấn giờ này còn làm việc nữa đâu mà kiếm, hả? Ủa, sao kỳ vậy? Anh hai của em, ảnh gọi điện cho em, ảnh nói anh vẫn còn làm ở công ty này nè, giờ này vẫn còn làm đó anh. Em gái hả? Dạ. Thiệt không? Dạ thiệt.
Anh Tuấn là thứ hai trong gia đình, còn em là thứ ba. Em là em gái của ảnh thiệt mà. Anh cho em lên gặp ảnh chút xíu nha. Em đang có việc gấp á. Vậy gọi điện thoại cho ổng, kêu ổng xuống đi. Dạ em có gọi rồi, nhưng mà điện thoại hết pin rồi anh. Hết pin đâu, mới thấy cầm gọi gọi đó mà. Dạ không có, ý của em là điện thoại của anh hai em bị hết pin, chứ không phải điện thoại của em. Anh cho em lên gặp ảnh chút xíu đi mà, nha anh nha. Ổng đang nghỉ trên phòng VIP lầu 2 á, đi không sao vô. Dạ, cảm ơn anh. Anh nè, em gửi anh chút ít để uống cà phê cho đỡ buồn ngủ nha. Em cảm ơn nhiều nha. Em. Dạ. Để xe đó anh coi cho. Em đi lên đường này nè. Dạ rồi, em cảm ơn nhiều. Dạ cảm ơn anh. Thỏa thuận với nhau rồi, sao 11 giờ là không có nghe điện thoại nữa mà. Được rồi, thì không nghe. Alo Liên hả em? Dạ. Em đi đâu vậy? Dạ em đi công chuyện xíu. Em về chưa? Bây giờ chị ra mở cửa cho em nha. Thôi không cần đâu chị, em đang ở dưới sân chung cư nè. Mà chị nè, bé Kiên nó ngủ chưa vậy? Nó ngủ rồi. Vậy chị đi xuống sân gặp em, rồi cùng em đến chỗ này một chút. Không được, bé Kiên ở nhà có mình à, sao chị đi được? Trời không có sao đâu, hai chị em mình đi có chút xíu hả? Với lại nó ngủ rồi, bây giờ chị khóa cửa ngoài rồi đi với em chừng một tiếng đồng hồ là xong hả? Em đứng dưới đây đợi chị đó. Nhanh nha chị, lẹ nha. Em... Chị hai, đi lên xe, lên xe. Nè Liên hả, có chuyện gì mà thấy cô ba bí hiểm vậy? Bây giờ cũng khuya rồi, còn đi đâu nữa? Thì chị cứ nghe lời em đi, lên xe rồi nói chuyện, mình không có thời gian đâu. Nè, cái gì nữa? Để anh Kiên ở nhà mình, chị không yên tâm chút nào hết. Không sao đâu, dù gì á mình đi có một tiếng đồng hồ mình về à. Bé Kiên dù gì nó cũng ngủ rồi, mình cứ đóng cửa không có sao đâu chị. Đi nghe lời em, lên xe nhanh đi mà, quan trọng lắm. Lên em nói cho nghe nha. Chị hai xuống xe đi. Sao ngồi hoài vậy? Đi. Thôi chị không có lên đâu, chị sợ lắm, kỳ lắm. Trời chị hai, mắc mớ gì đâu kỳ. Trời, chị lên chị lo ông Tuấn về với chị, với gia đình mình, với bé Kiên. Có gì đâu mà kỳ, có gì đâu mà sợ.
cái con đó đó, nó đang giật chồng chị, nó gian díu với chồng chị. Nó phải là người sợ là kỳ chứ không phải là chị. Đi, lẹ. Sao vậy? Đánh ghen thì được cái gì đâu. Trời đất ơi. Làm cho anh Tuấn xấu hổ với nhân viên thôi chứ được cái gì đâu. Thôi em lên đi. Chị không có lên đâu. Em lên nói với anh Tuấn xuống về với thằng Kiên thôi mà. Chị hai, cái này mới là kỳ nè. Thiệt, em bó tay với chị á. Chị là vợ hợp pháp của ông Tuấn thì chị lên chị lôi ông về được. Còn em, làm sao em lôi ông về được? Đi mà chị hai. Có em không sao đâu, chị yên tâm đi, đừng có sợ. Nhưng không mà... sao hết á, có em. Đi. 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 À, dạ anh ơi, anh cho em vô gặp anh hai em chút xíu nha. Ờ. Dạ. Dạ cảm ơn anh nhiều. Thôi em về đi, em nói chị hai đi. Đi mà. Đi. Ai vậy? Mày hả? Tao biết ngay mà. Mày dám giật chồng của chị tao hả? Mày hả? Bắn người ta. Mày hả? Liên. Bắn người ta. Liên. Liên. Anh đưa em ra đi. Liên à, bỏ ra. Tại sao mày liên quá vậy hả? Không được giật chồng người khác đi chứ. Mày quá đáng lắm rồi. Mm-hmm.
Mở ra không? Mày muốn đứng trong đó đúng không? Mày cứ ở yên trong đó đi. Tao đứng đây nè, tao coi chừng nào mày ra. Mở ra, tao kêu mày mở ra. Cái con quỷ này Liên. Mở ra cho Liên. Hả? Thôi đi, mày đừng có ổn. Xuống đưa chị ai mày về cái kia. Mày hai chị em mày hôm nay về chết với tao. Bỏ thằng nhỏ ở nhà, qua đây làm cái chuyện tào lao như vậy hả? Tôi không về đó. Còn anh mày... thì sao? Anh hư lắm rồi nha. Tôi về á, tôi mét má chuyện này cho anh coi. Anh ăn hiếp chị hai riết rồi, anh quen rồi phải không? Hết chuyện làm rồi hả? Hả? Nghĩ sao bỏ vợ bỏ con đàng hoàng đi quen với con điếm thúi này hả? Đi mà mày đi. Tức chết mà. Anh đó nha, anh không có quyền gì để lên mặt cái tôi hết á. Anh đi về, mặc đồ vô đi xuống dưới đưa chị hai về. Không về. Anh không về phải không? Được, anh không về chứ gì. Tôi ở đây suốt đêm cho anh coi. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Liên. Mở cửa ra. Anh về không? Mở cửa ra. Mở ra. Ơi, con đâu rồi Kiên? Kiên ơi, Kiên, con làm sao vậy? Kiên ơi, con mau tỉnh dậy đi con. Kiên. Anh Kiên ơi, à? Mau đưa con đi cấp cứu đi anh. Kiên. Kiên ơi, con ơi. Kiên à. Kiên à, tỉnh lại con đi con ơi. Tỉnh lại đi mà Kiên, tỉnh lại đi con. Anh hai, Kiên sao vậy? Xuống lấy xe đưa thằng cu đi bệnh viện nhanh lên. Con ơi, anh có làm đăng ký kết hôn với Thúy chưa? Anh thấy chưa đủ điều kiện. Tại sao? Tỉnh rồi. Kiên ơi. Chị. Chị tỉnh rồi hả? Đây là đâu? Đây là nhà của chị. Chị xỉu, không nhớ gì hết hả? À, chị.
Thằng Kiên con tôi đâu? Mà sao hai người lại ở đây? Thằng Kiên con tôi đâu? Chị bình tĩnh. Chồng tôi đâu? Chị nằm xuống nghỉ ngơi đi. Bác sĩ nói chị phải nghỉ ngơi vài ngày mới khỏe được. Nằm xuống đi chị. Không. Chồng tôi đâu? Con tôi đâu? Mọi người đâu hết rồi? Chị Hằng, anh buông tôi ra đi, để tôi đi kiếm con tôi. Kiên, bình tĩnh đi chị. Chồng chị đưa thằng bé về quê rồi. Nằm nghỉ đi. Anh nói gì? Anh Tuấn đưa thằng Kiên về quê để làm gì? Thằng Kiên phải ở đây để đi học mà. Thằng Kiên đâu? Chị nói đi, thằng Kiên đâu? Nó làm sao? Nó không còn đi học được nữa. Nó mất rồi. Không, thằng Kiên con tôi nó không chết. Con đã sai đúng không? Thằng Kiên con tôi nó không chết đúng không? Tôi phải đi tìm thằng Kiên. Kiên ơi, mẹ sẽ kiếm con Kiên ơi. Chị, thằng Kiên con tôi nó không chết. Bình tĩnh đi chị. Con ơi, Kiên ơi. Chị, con ơi, chị, mẹ sẽ đi kiếm con chị. Kiên ơi. Con ơi, Kiên Hằng. Ơi. Chị ơi. Kiên ơi. Chị Hằng. Hằng. Anh phụ em một tay. Anh đi gọi bác sĩ đi. Má. Má ăn miếng cháo đi. Mấy hôm nay má không ăn gì rồi. Má. Má. Cháu của mày, mày vừa lòng hả dạ chưa? Mày vừa lòng hả dạ chưa? Anh im đi! Tôi không có giết cháu tôi mà! À.